không thể biết được ngày hôm nay sẽ là ai mà có hai ly rượu ở đây. À, rượu nặng, không muốn được rượu. Đợi quá đợi mà không thấy ai tới nữa rồi. Đợi nãy giờ, tâm sự với là bạn, tâm sự với ghế. Cha! Ôi! Cha! Ôi! Ôi! Trời! Ôi! Uống nước không liên quan tới đàn ông của chị nha. Đấy, đang uống cà phê không có uống nước nha. Quán bar tìm người đàn ông đang uống cà phê đây nè. Cà phê. Chị Thi em rõ ràng uống nước này chứ không có uống cà phê. Không phải, người của chị không phải là em. Vậy chắc hẳn là ngày hôm nay em có nhiệm vụ là được đón tiếp chị đến với chương trình chạy đi chạy chi rồi. Ủa là thôi, đừng nói là em với chị là cặp nha. 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 Đúng rồi chị. Nha. Đúng rồi chị. Mà... Tại sao lại không được? Không được đâu. Thì ra là vậy. Đúng là quá đáng lắm luôn á. Bây giờ mình tính sao được? Bây giờ hai đứa mình sẽ xông ra vạch mặt hai người đó bốn mặt một lời luôn. Ủa? Nó mất tiêu rồi. Năm. Ủa? Ủa kìa. Ủa thì sao? Hay không? Xạo gì? Nghe đánh đó nha. Thiệt, nãy giờ tụi mở nhạc không à? Ủa, mở nhạc thiệt mà. Ủa vậy hả? Ừ. Chàng trai đang ngồi chơi piano là anh, vậy là ngày hôm nay em gặp anh đó hả? Ủa, dĩ nhiên là anh rồi. Nhưng mà tại sao lại là em? Út Kiếm. Ủa, chào em, Út Đường. Trời ơi, sao tự nhiên hai đứa hôm nay lên thành phố? Mặc đồ sành điệu quá vậy. Quá sành điệu luôn. Khoan, bây giờ anh nghĩ bây giờ mình nên kìm mấy người kia đi. Xin chào anh. Anh có phải là người đàn ông trong phòng ngủ đang đọc sách không ạ? Dĩ nhiên tôi là người đàn ông đọc sách trong phòng ngủ rồi. Xin lỗi. Cô là ai? Tôi là một cô công chúa xinh đẹp đang tìm chàng hoàng tử cho mình. Bà Sam phải không? Ủa cái gì vậy? Em vô đây để bắt gặp với anh đó hả? Đúng rồi. Em hãy tưởng tượng anh là chàng hoàng tử, anh cũng đã từng là hoàng tử của em, ok? Chúng ta là từng đóng phim chung mà, em làm sao vậy? Chán. Em thấy đâu gì vậy? Ok, chán. Đây. Bây giờ anh chơi nữa. Thiệt hả? Làm sao mà em chơi đây? Ủa, thiệt hả? Nói thiệt không? Anh có dám đấu lại bà vợ anh không? Thiệt không? Em nói thiệt mà. Sẽ bắt tên bà đầu tiên. Được không anh? Ok. Hợp tác vui vẻ. Ai vậy?
ai vậy? Quay, quay. Đừng, 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 đừng cùng nhau em. Chạy, chạy, chạy. Đừng mà, đừng mà, đừng mà. Cái tâm lý thì nói diễn, làm ơn nói nhỏ nhẹ thôi, nhỏ xíu thôi, dĩ nhiên mới có thể diễn được. Tự nhiên cái mày nói câu đó, lỡ tới tôi về tôi ngủ không được, cái đêm nằm nghe lòng thương ai mất rồi. Ngại vậy mình con gái phải làm sao? Trời ơi, trời ơi. Sao không, sao không, sao có sao. Ôi anh ơi, em tạo nét mà tải lên té xuống mình. Hoang mang quá đi, đâu mà chui từ trong này ra, ai đây? Anh, tài xế riêng của em. Ồ. Oh. Dạ. Ok rồi, hiểu rồi. Vậy là Puka là khách mời ngày hôm nay đúng không? Yeah. Yeah, ok. Yeah. Welcome Puka. Yeah, chúng ta là một đội. Phải không? Rồi, bây giờ ra. Vậy bây giờ mình đi xe ô tô hay mình đi xe máy? À, mình đi bộ đi. À, đi vô cái gì kìa. Không có ai tới hết vậy. Lâu dữ vậy ta. Từ từ chị. Ở đây nguy hiểm lắm. Chị đừng tin ai. Chị đừng tin ai để hết trơn trời. Mình chị đi. Chỉ có không tin em thôi nha. Chị tin em đi. Em tin em, cái gì? Em mạnh lắm. Anh mạnh cái gì? Ê. Mình nhìn xung quanh đi, nhìn rất là hoành tráng đẹp đẽ ha. Đúng rồi, em sẽ bảo vệ chị đừng lo lắng. Em mạnh mẽ mà. Bây giờ mình đứng đây làm gì? Ê. Wow. Trời dạ. Đất. Phu này và bọn xin hân hoan nói chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Dạ, tôi là Trọng Toàn. Dạ, mình là Nhãn Linh. Xin cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho bộ phim gần 200 tỷ. Dạ, ôi. Dạ, em. Tự trọng. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa, không thấy ai à? Tôi là ai? Bà sẽ là người tôi xếp hôm nay đầu tiên chứ bà là ai? Bà sẽ là người tôi xếp hôm nay đầu tiên chứ bà là ai? Thấy chưa? Thấy người ta chưa? Chào mọi người. Trời ơi, hai đứa mới đám cưới hả? Đẹp đôi ha, hai đứa này sao vậy? Ông kia. Chạy đi. Mình... Ủa sao kỳ vậy? Sao vợ chồng? Ủa. Ê cái gì vậy? Ủa. Ôi trời ơi. Ê cái gì vậy? Ủa. Ôi trời ơi. Ủa. Ôi. Cái gì vậy? Hai trái. Cái gì vậy? Hai trái. Cô gái cuối cùng của chương trình. Cô gái cuối cùng. Trời ơi. Trời ơi. Đẹp quá, nhìn anh Vinh đúng chuẩn chú rể luôn á. Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới dự đám cưới của em với anh Vinh. Tại vì trời ơi. Nào khi mà bạn được sở hữu cô gái thứ năm, tôi cảm thấy rất là vinh dự khi ngày hôm nay được sánh đôi cùng với BB. Ok, BB. Bởi vì ngày hôm nay chúng tôi là đội khổng lồ nha. Em có thể đứng giữa được không? Tại vì dù sao tụi em cũng là cái đội nam duy nhất á. Ồ vậy luôn hả? Ồ cái cặp đặc biệt á. Không tự trọng luôn. Vậy luôn hả? Cặp đặc biệt mà mọi người thấy không? Xứng quá trời. Chào bà xã nha. Sao lần đầu tiên tham gia chương trình tháng sau. Anh ơi bớt đi anh ơi. Bớt đi anh ơi. Bình thường là em. Chương trình á, em tưởng là có anh á, anh hiểu không? Thì có chồng thì sẽ che chở em nên em mới chơi, anh hiểu không? Không đâu, không đâu, em sẽ cho em nói cái nhạc. Hồi nãy á, chị đi đó. Im đi, tôi cầu trời, cầu trời, cầu trời, cầu trời. Tôi đừng có vô đội với ông Xìn, đừng vô đội với ông Xìn. Chị sốc, 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 chị Trung. Ủa, Puka. Ê nhưng mà mình có 6 người mà có, à dì 4 người mà có 6 cái lận. Chúng ta sẽ cùng với là các thành viên nam, mình sẽ ghép cặp với nhau và tham gia thử thách cặp đôi. Cặp đôi, má ơi làm ơn đừng có trúng ông Thành. Chồng chị là mạnh nhất, là con khủng long của đoàn đó. Ủa vậy hả? Chị có biết chương trình này tên là gì không? Tên gì?
Chương trình này có mang tên là Chạy đi chờ chi, nhưng nó có một phiên bản khác là Tiêu diệt Trấn Thành. Thôi, nó nghĩ luôn hả? Anh Jun thì sao? Anh Jun nó thì rất là đáng yêu, dễ thương, mua mua. Nhưng mà anh luôn thua hả? Nhưng mà luôn thua. Trời ơi, anh Huy là yếu đuối rồi, dẹp qua bên. Vậy cho hai người đó cặp đi. Anh yếu vậy luôn hả? Đúng lắm, chị ơi, yếu hơn em đó mà. Trời vậy luôn hả? Em với anh Huy là luôn luôn phải bắt cặp cùng với nhau mới đấu lại tất cả. Chị Harry chị vui lắm, từ ngày chị lấy chồng là lần đầu tiên chị được lựa chọn như vậy. Vui lắm. Xui cái chị lựa chúng Minh Thành á, lựa chúng chồng mình cái em ơi, cảm ơn, đừng nói gì hết thiệt. Bây giờ chị sẽ chồng đầu tiên thì tụi em sẽ cầu nguyện cho chị. Anh ghét của nào trời trao của đó. Thiên bất dung. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, đánh vợ cho sống truyền hình. Sao tự quốc luôn. Thôi, gia đình.